ăn luôn tại chỗ này, làm giống như vậy này. Nói gì vậy? Sữa tươi à? Sữa đặt với cà phê. Có chai cà phê đúng không? Quậy lên. Rồi gì nữa? Bỏ lum lăng vào. Lăng gì tự làm à? Cho lăng vào. Chị uống hay đem về vậy chị? Đem về đi, chứ ăn không muốn ăn gì đâu, muốn ngon ăn rồi. Đã xong. Nghe được chị. Biết hồi giờ không có gỡ. Hả? Hồi giờ không có gỡ, không biết. Để bữa nào bé Hiền về em gửi cho nhé. Ờ, Hiền hả? À, con của Hồng á. Quen với Hiền hả? Không, nó không chịu. Một tìm. Thích sự cho bạn. Mới ra đập đã tàn nhậu rồi. Đó là do ở Nha Trang hả? Không, em làm đó thôi. Tại vì cái này nó ngon. Kem năng này nó ngon. Năng đây ngon hồi vừa rồi. Không có tống trong kia mà vừa mắc mà vừa không ngon. Trong kia chắc làm trứng gà ấy đúng không? Gà công nghiệp đúng không? Ừ. Này trứng gà ta hả? Cái này là không có cái gì này nên nó không keo này. Ít không đường. Không đặc này. Ít đường. Ít đường hả? Ta bỏ gì cho nó thành đông á. Đây đông lắm phải ăn. Đông là đông là bỏ gì cho chị? Khá nước đường keo chứ đông cái gì? Đường keo hả? Chứ không phải ấy à? Không phải là gì? Tạch cao à? Không. Đây. Quất nằm bị luôn, mang về. Nằm bị sầu ít rồi. Sầu mua tiếp, của sầu mua 50 bị gì á? Không bị báo trước đúng không? Bữa nào Huyền gì á, gõ nó hả? Biết khi nào nó về. Có bảy nhật là nó gì á? Một đôi ai nhớ. Bữa em ra đây em buồn bí suốt. Rồi hết mùa bí rồi.